học tiếng Thái qua nhạc phim Gia Tài của Ngoại. Bài hát này có tựa đề là Suối Ngam Sàm Mỡ. Suối Ngam nghĩa là xinh đẹp, Sàm Mỡ nghĩa là luôn luôn. Vì vậy, Suối Ngam Sàm Mỡ có nghĩa là luôn luôn xinh đẹp, mãi mãi xinh đẹp. Và câu đầu tiên trong bài hát này là Này chuông quê là thi đi, nay xình thi rau mi căn. Nay nghĩa là bên trong, vào lúc. Chuông quê là nghĩa là khoảng thời gian. Đi là tốt. Xình là điều. Rau là chúng ta. Mi căn là có nhau. Vì vậy, cả câu hát này có nghĩa là trong khoảng thời gian tươi đẹp, khi mà ta có nhau. Thơ dân bên roi diếm, khổng thúc quanh, thi dân khôn trách trên nai chay. Trong tiếng Thái, thơ được dùng như chữ dư của tiếng Anh. Vì bài hát này nói về bà, cho nên mình sẽ dịch thơ là bà nha. Tiếp theo, dân nghĩa là vẫn, bên nghĩa là, roi diếm là nụ cười, thúc quanh nghĩa là mọi ngày, trách trên nghĩa là rõ ràng. Bà là nụ cười mỗi ngày của con, cùng với những kỷ niệm vẫn rõ nét trong tim con. Khọp khuôn thi khoi bạ khon, thi ộp cọt chán quấy. Khọp khuôn nghĩa là cảm ơn, khoi nghĩa là dõi theo, quan tâm, bạ khon nghĩa là ủng hộ, bảo vệ, ộp cọt nghĩa là ôm lấy, chánh đọc nhanh là chánh, dịch như chữ I trong tiếng Anh. Và trong bài này mình dịch là con nha. Câu này có nghĩa là cảm ơn bà vì vẫn luôn động viên con, dang rộng vòng tay ôm con vào lòng. Thi cung mư chánh đơn bay nay hủa chay khoảng thơ. Cung mư nghĩa là nắm tay, đơn bay nghĩa là bước đi, hủa chay nghĩa là trái tim. Cảm ơn bà vì đã nắm lấy tay con, giúp con vững bước. Dù đi bất cứ nơi đâu, con vẫn thấy như được che chở trong trái tim của bà. Nay thúc rương rào, mây qua rái, rử đi. Dân mi pháp thơ, nay thúc quyết na thi. Rương rào nghĩa là chuyện. Mây qua nghĩa là dù cho, mặc dù, rái nghĩa là xấu, và đi nghĩa là tốt. Nhưng mà khi nói về kỷ niệm thì chúng ta sẽ dịch rái và đi là chuyện buồn và chuyện vui. Tiếp theo, rử nghĩa là hoặc là, pháp nghĩa là hình ảnh, quý na thi nghĩa là dây. Trong tất cả những kỷ niệm, dù là chuyện buồn hay chuyện vui, hình bóng của bà vẫn luôn hiện hữu trong mọi phút giây. Nàn thâu rầy, mây khơi lốp lươn, ma chôn quanh ní. Dân dù nay hủa chay, kẹp quái thúc pháp châm. Nàn thâu rầy nghĩa là bao lâu, mây khơi nghĩa là chưa từng, lốp lươn nghĩa là xóa mờ. Ma trong câu này không dịch là đi đến, mà nó dùng để chỉ một việc đã xảy ra ở quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Tiếp theo, chôn nghĩa là đến khi, quanh ní nghĩa là hôm nay, kẹp quái nghĩa là cất giữ, pháp châm là ký ức, kỷ niệm. Dù trải qua bao lâu vẫn không hề xóa mờ, mãi đến ngày hôm nay, vẫn trong trái tim này, con vẫn luôn cất giữ mọi kỷ niệm. Khoam ngốt ngam thi mi, dân dù trông ní, dân dù cặp chánh mượn khơi. Ngốt ngam nghĩa là xinh đẹp,
Trong ní nghĩa là nơi này, cặp nghĩa là cùng với, mượn khơi nghĩa là giống như trước đây. Điều xinh đẹp ấy vẫn đang hiện hữu nơi đây, vẫn luôn bên cạnh con như trước đây. Đa dù khang khang canh, dù nay chi quýt thơ, trang mi khoa mãi lửa cơn. Khang khang nghĩa là bên cạnh, chi quýt nghĩa là cuộc sống, trang nghĩa là thật sự, vô cùng. Mi khoa mãi nghĩa là có ý nghĩa, lửa cơn nghĩa là rất nhiều. Được ở bên cạnh nhau là một phần trong cuộc sống của bà là điều vô cùng ý nghĩa đối với con. Thơ văn bên khoam suối ngam, khoảng tránh xà mở. Bà vẫn mãi là điều xinh đẹp quý giá của con. Khung mi phiên, khăm đơm đơm, dạc hay thờ đai phăng, hay thờ đai rú trên canh, qua chánh nà, rắc thơ. Phiên nghĩa là chỉ có, khăm nghĩa là lời nói, đơm đơm nghĩa là cũ, dạc là muốn, phăng là nghe, trên canh là làm một điều tương tự như người trước đó đã làm. Có lẽ chỉ là vài câu nói cũ, giống như trước kia, nhưng con vẫn mong là bà nghe thấy. Con mong bà cũng biết được rằng con yêu bà. Chúc mừng bạn vừa biết thêm 56 từ vựng tiếng Thái qua bài hát Suối Ngam Sầm Mở. Nhớ nhấn like để ủng hộ kênh Thỏ Học Tiếng Thái nha. Hẹn gặp lại bạn ở bài hát tiếp theo.